Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Quý vị thân mến, đây là những con giáp xui xẻo bị cuộc đời vùi dập lên xuống, không ngóc đầu lên được, tình cảm trắc trở, bị người thân hiểu lầm, bạn bè xa lánh. Thế nhưng theo phân tích của các nhà tử vi tâm linh, sau khi bước sang ngày 9 tháng 10 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này bước sang một trang mới, vận xưa qua đi, vận may ùn ùn kéo đến, thần tài ban phát tài lộc, công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo về, mua nhà lầu xe hơi, đất đai nhiều vô kể, khiến làng xóm nể phục, bạn bè kính nể, đi đâu cũng được mọi người coi trọng. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để biết mình có thuộc một trong những con giáp may mắn này hay không nhé. Một tuổi Hợi. Được tam hợp cục hậu thuẫn, người tuổi Hợi đang gặp nhiều thuận lợi trên con đường tài lộc. Chuyện hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, mọi việc tiến triển rất lạc quan và hứa hẹn nhiều tương lai rộng mở. Nhân lúc này hãy có kế hoạch chi tiêu thích hợp để tiền bạc được sinh sôi nảy nở nhiều hơn nữa. Chẳng những vậy, đường công danh sự nghiệp cũng đang tiến triển rất tốt. Với khả năng sắp xếp và năng lực làm việc của mình, bạn có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc và giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Những người tuổi Hợi nổi tiếng là người thông minh và dũng cảm, dám nói, dám làm. Bạn sinh ra được định sẵn để sống hết mình, giữ vững phong độ làm việc tốt nhất và luôn tiến về phía trước trong tháng 6 âm lịch này. Trong ngày hôm nay, tam hợp cục giúp Hợi thoát khỏi vận xui, tiếp tục làm giàu, sống hạnh phúc và đi đến đỉnh cao của cuộc sống. Điều đó thật đáng ghen tị. Trong suốt thời gian qua, bạn đã bí mật làm việc chăm chỉ, dành thời gian và năng lượng của mình cho công việc, nỗ lực hết mình để phát triển khiến mọi người phải nể phục. Nhưng dù có đạt được bao nhiêu thành tích đi chăng nữa thì Hợi cũng sẽ không khoe khoang về thành quả của mình. Hợi nghĩ núi cao còn có núi cao hơn, phải khiêm tốn thì mới được người khác nể mình. Tuy nhiên do ngũ hành xung khắc tác động nên các mối quan hệ tình cảm của con giáp này dễ có rạn nứt. Vợ chồng mâu thuẫn, hiểu lầm nhau, lúc này người hiểu Hợi và nửa kia đều cần dành thêm thời gian để xem xét lại tình cảm trước khi đưa ra quyết định là tiếp tục hay kết thúc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Mão. Tam hợp cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão mang tới cho con giáp này những bước tiến khá lớn trong công việc. Bạn phát huy hết năng lực của mình và có những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, sẵn sàng giải quyết mọi khúc mắc với tinh thần chủ động. Tài vận trong ngày cũng có dấu hiệu khởi sắc, tiền bạc dồi dào, con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không làm khó cho bạn. Dù vậy, bạn cũng nên tính toán thận trọng, chớ vì nóng vội mà sôi hỏng, bỏng không. Tam hợp cục xuất hiện mang lại cho con giáp tuổi này một ngày mới hy vọng tràn đầy. Ngày 9 tháng 10 âm lịch là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới, thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Bản mệnh luôn là người lầm lì, một mình gánh chịu thử thách, gian truân. Dù trong lòng có đầy rẫy những muộn phiền nhưng không dựa dẫm vào người khác hay chủ động nhờ vả. Chịu khổ số 2 thì không ai số 1, Mão luôn chịu đựng mọi khó khăn một mình mà không ai thấy. Vì vậy, cho dù thế nào đi chăng nữa, trong quá trình làm việc, bạn luôn chăm chỉ và chiến đấu hết mình, dựa vào năng lực của bản thân để đạt được phần thưởng, chào đón tháng 6 của chính mình với thái độ hào hùng. Không thể phủ nhận rằng bạn rất mạnh mẽ và kiên nhẫn, biết cách kiên trì, nắm bắt cơ hội và tạo ra giá trị tốt hơn bằng sự kiên trì của chính mình. Vào ngày 9 tháng 10 âm lịch này, sương mù sẽ tan, vận may sẽ đến, tài lộc vượng phát, con giáp này làm ăn phát tài, sự nghiệp hanh thông, chuyện tình cảm không mấy khởi sắc do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Bạn cần thêm dũng khí để theo đuổi tình yêu, sự rụt rè đang khiến bạn bỏ lỡ cơ hội để tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Vậy nên hãy tự tin với chính con người mình để được may mắn hơn trong thời gian này. Những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Dần.
Tử vi hàng tháng cho biết tuổi Dần có một ngày làm việc thuận lợi nhờ chính quan độ mệnh. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều tin vui báo về. Bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này khá lớn. Tuy nhiên đôi lúc vẫn còn có thể có vài chuyện xen ngang khiến bạn mất tập trung trong công việc. Hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn nữa. Để đi đến được bước này thì không dễ dàng gì, hãy trân trọng mọi công sức của mình. Mộc khắc thổ, đường tình duyên không mấy thuận lợi, bạn có duyên gặp gỡ nhưng chưa đủ để thành đôi, mối quan hệ lưng chừng này có thể khiến cho bạn day dứt. Hãy để cho mọi sự diễn ra tự nhiên, nếu trái tim bạn muốn điều gì đó, nó sẽ tự mách bảo cho bạn làm theo. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tỵ. Chính ấn mang tới cho tuổi Tỵ cơ hội để tạo ra những bước tiến, sự nghiệp nhất định. Bạn vốn là người mạnh mẽ, có sự nhạy bén và thích nghi linh hoạt, nên tại cơ quan rất được trọng dụng. Cấp trên hiếm khi phải lo lắng khi giao việc cho con giáp này. Song bản thân tuổi Tỵ vẫn nên tiết chế, bớt sự ngang ngạnh, ương bướng thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa. Thậm chí còn vươn lên nắm giữ chức vụ cao trong tổ chức. Bạn có năng lực nhưng đôi khi thể hiện hơi quá, nếu không sớm sửa đổi sẽ rất dễ đắc tội với người khác. Hỏa sinh thổ, hậu thuẫn cho tình yêu đôi lứa, các cặp đôi dù yêu xa nhưng luôn biết cách chăm sóc tình yêu của mình. Hai người hiểu và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, khoảng cách địa lý có thể tồn tại nhưng khoảng cách về hai trái tim thì hoàn toàn không có. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Ngọ. Quý nhân lục hợp xuất hiện, tuổi Ngọ đón những tin tức cực ở phương. Quý nhân lục hợp xuất hiện, tuổi Ngọ đón những tin tích cực ở phương diện sự nghiệp, bạn giành được những mục tiêu đã định và có người có thể nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bản thân đã mong muốn. Thời điểm này bạn có thể thoải mái tận hưởng thành quả của mình. Tài vận của con giáp này trong ngày khá tốt, nhiều khả năng bạn sẽ có thêm nguồn thu cho mình, nhiều mối hợp tác làm ăn tốt đẹp. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có lộc, tuy nhiên nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng chứ đừng vung tay quá chán. Tin vui còn tới với Ngọ ở phương diện tình duyên, người độc thân dễ tìm được một nửa cho mình, nhân duyên đến bất ngờ nhưng cũng rất đáng để trân trọng. Các cặp đôi có thời gian hâm nóng tình cảm cảm xúc nồng nàn như thuở ban đầu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Dậu. Được thực thần đứng bóng, tài lộc của người tuổi Dậu có cơ hội cải thiện đáng kể. Con giáp này gặp được vận may bất ngờ, tiền bạc tăng lên vù vù. Nhất là người làm kinh doanh càng dễ kiếm tiền khi thời cơ tới. Hãy tận dụng lợi thế này kết hợp với khả năng tính toán tài tình của mình, bạn sẽ thu về khoản lợi không nhỏ đâu. Các tinh này còn giúp cho người làm công ăn lương cải thiện thu nhập của mình bằng nhiều cách. Bản mệnh tìm được nơi có thể phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa. Đôi khi nó khiến bạn mệt mỏi, nhưng khi có mục tiêu rõ ràng, bạn chỉ việc nỗ lực hết mình thì sẽ đạt được điều xứng đáng. Trong ngày ngũ hành tương sinh như hôm nay, tình yêu của bản mệnh đang thăng hoa rực rỡ. Người ấy thực lòng yêu thương và chăm sóc cho bạn hết lòng. Cảm giác an toàn mà đối phương mang tới khiến bạn tin tưởng rằng mình đã tìm được đúng người cần tìm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 9 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp.
Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.